em nghĩa binh đâu. Dạ. Hãy bịt mắt hắn và thả cho hắn đi. Nay ta thảm tha cho Mã Đô Quý về nói với Tô Định rằng nếu hắn tránh bại dông thì phải thả Tỳ tướng quân và rút binh về nước. Không, không thể nào tha chết cho Tào Nguyên được. Nhị em, khi gọi chị bằng chủ tướng, em thi hành lệnh của một nghĩa binh dưới trướng. Khi gọi chị bằng chị trong tình chị em, em không hiểu sao chị lại tha chết cho Tào Nguyên. Bận việc quân cơ lâu ngày, chị em mình ít có dịp hàn huyên tâm sự. Chị cảm thấy có điều thiếu sót với em, và thủ lời dặn dò của cha mẹ trước quốc lâm chung. Chị, cha mẹ ta đã qua đời, chị em ta mới nương nhau mà sống. Nếu chị là hình thì em là bóng liền nhau, nếu chị là chị hiền thì thi tướng quân đối với em tình như ruột thịt. Thế mà lại nắm trong tay kẻ đã hại người ân nghĩa, chị lại tha đi là nghĩa làm sao? Em thắc mắc lắm phải không? Phải, bởi em muốn trọn vẹn trọn đời tôn thờ chị. Chị cảm ơn em, chị cảm ơn em đã dành cho chị tấm lòng quý mến đó, và càng cảm ơn em đã giữ chọn căm thù kẻ đã gia hại Tỳ tướng quân. Đổi lại em là chị thì cũng thế thôi, hãy chỉ là một người khác thì Tào Nguyên sẽ bị ăn tươi nuốt sống, chị sẽ rách thịt kẻ thù giữa tiếng cười ngạo nghễ lẫn tiếng gọi Tỳ tướng quân với xuôi lễ tôn trang. Để kéo dài sự sống của Tỳ tướng quân và giảm bớt phần nào sương mù. Có nghĩa quân đang sẵn sàng chiến đấu trước làm tên mũi đạn của quân thù. Còn lo cho bao người như thế sao? Trời ơi! Em vừa hỏi chị mấy câu ngớ ngẩn, nhưng quên đây là người chị em yêu quý tôn thờ. Thật xấu hổ cho em khi nghĩ rằng chỉ nặng lý ơn tình, quyết làm tròn sứ mạng, hận nước thù nhà nặng trĩu quằn dây. Nay vì một kẻ thù mà em vội quên đi tất cả. Nếu không có gì thì tha bài dạy đời chỉ sống cho em thì tội nghiệp biết dường. Trời nể linh còn muốn giao gì sao? Thì còn muốn chịu trái tim bừng lên máu hồng. Các bậc làm cha mẹ giận cứ thói quen, cứ coi con mình nâng. Trước mắt chị em vẫn còn nón dài ngây thơ. Giờ thì em đã hiểu chị chưa?